Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chess ở trên kênh Game Today. Bây giờ anh em nhìn cái bài đầu game này. Bài như này thì chắc chắn là cái chuỗi thắng nó sẽ nằm trong tầm tay rồi. Một cái con tăng cơ phía trên khỏe. Đấy, một cái con gây đam phía dưới ấy. Bài công thủ rất là toàn diện luôn. Đấy, và tôi thấy được cái mặt lạ điên cũng rất là hợp với con Light Blade Light. Ở trên thì lấy được một cục máu. Thằng này lại còn up level ạ. Up level không thua, lọt cả ba con. Trời ơi, thậm chí là còn đẻ thêm một con đệ nữa. À không, một con cung chứ. Đang có con cung sẵn rồi. Đấy, ba cung này. Yên từ từ nhá, nhưng mà lại có thêm con Dominator. À, thế thì có thể là đánh Greater à? Greater thì là ok đấy. Greater cái tầm này là có khi là đánh cái chuỗi thắng rồi. Ok, nhưng mà tôi vẫn sẽ pick cái con cung vào. Trong cái trường hợp mà chúng ta có 6 cung sớm thì chúng ta có thể chơi. Trên này có Tetsulami này. Tetsulami là có thể chơi cung nhá. Trong cái bộ truyền thuyết của chúng ta là có Tetsulami với cả cái có cái con mèo. Ngoài ra có con Light Spirit. Thì cái trận đấu nó có thể chuyển về 9 Hunter. Sau đó là chúng ta kẹp ở level 10 là Light Spirit hoặc là kẹp mèo. Ra con nào chơi con đấy. Rất mạnh luôn. Ok. Sẽ hướng tới theo cái con đường đấy. Chủ yếu là chơi nó vẫn sẽ phải dựa vào cái bộ truyền thuyết anh em ạ. Truyền thuyết nào mà nhìn thấy cái cảm giác nó vô địch là phải chơi luôn. Mặc dù là giữa game có thể là chúng ta lợi dụng một vài cái yếu tố mà được cho để tận dụng bài. Đấy, chơi cái đội hình gì đấy có thể có chuỗi. Đây, một con Lancer quá tuyệt vời. Up cấp cho Lancer vào. Con Lancer này mà nó lên được 2 sao thì nó gánh tôi cái giai đoạn giữa game luôn. Có thể là một cái con Light Blade Light 2 sao thì nó không gánh được. Nhưng mà con Lancer 2 sao thì nó sẽ gánh được đấy. Giữa game con Lancer nó khá là khỏe. Lancer trong cái bộ Greater này thì cũng rất là ok. Máu giảm thấp và đánh nhanh. Và đánh nhanh thì có tỷ lệ chói nó cao. Đấy, cũng không bị khống chế nữa. Rất là khỏe. Còn đến cái giai đoạn mà sau năm 21 ấy, thì cái con Lancer và cái con Light Blade Light này nó sẽ gặp 9 Warrior. Và nó sẽ tự ngửa thôi anh em ạ. Cái meta này thì rất nhiều 9 Warrior. Và đánh hai con này nó không phải là giải pháp. Hai con này nó đều rất sợ 9 Warrior. Đấy, nên là nó sẽ tự thua thôi. Chúng ta sẽ phải chuyển. Ok, ra ở Kunka này. Kunka khá là khỏe nhưng mà hiện tại là chúng ta cũng chỉ là tận dụng thôi. Chứ còn tôi không có ý định là chuyển sang Warrior đâu. Bởi vì là gần đây là tôi cũng đã chơi rồi. Warrior đã test rồi. Chơi Lancer 3 sao này rồi thì Berserker 2 sao. Đấy, cũng đã test hết rồi. Mà chơi hai cái trận đấu mà nó gần nhau chơi Warrior thì nó cũng không vui anh em ạ. Bởi vì cái bộ này đánh nó rất là chậm, nó đánh nó rất là kiểu nó không có bay bướm ấy. Đánh nó rất là đần ấy, có rất nhiều anh em nói là đần, cái từ đần thì tôi thấy nó cũng khá là đần thật. Mặc dù là có thể là meta này nó mạnh hơn nhưng mà thực sự là tôi cũng không thích chơi Warrior lắm, không khoái lắm. Đấy, vẫn thích chơi là mấy cái bộ bắn trưởng thì nó ok hơn. Còn Warrior thì thôi, có một cái trận để test meta được rồi, chúng ta đều biết là nó mạnh rồi anh em nhá. Đấy, nên là không chơi nữa. Để dành cho những cái bộ khác. Chúng ta làm content thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn là cứ chơi đi chơi lại một bộ anh em nhé. Đặc biệt là cái bộ Hunter là cái bộ mà lâu tôi cũng chưa chơi. Và là cái bộ mà tôi cũng rất thích chơi đấy. Đấy, rất khỏe giai đoạn này. Ui ơi, trứng này. Nhưng mà không đập trứng đâu. Trứng này tôi sẽ để dành. Round này thì up level thì cho được thêm một con vào. Thì cũng chỉ cho thêm con Skull Hunter thôi. Mà Skull Hunter một sao vào thì nó cũng không mạnh hơn là bao nhiêu. Thôi kệ. Kệ đi. Một round nữa. Mất chuỗi thì thôi. Không sao hết. Mà bật cái bảng này lên nhìn thấy bọn nó cũng không phải là quá mạnh anh em ạ. Nó cũng ngang nhau, sức mạnh cũng tầm như tôi thôi. À, cũng không phải up lên làm gì cả. Rồi. Liệu rằng cái trận này có mết không? Này có chơi mết không?
Trông giống đấy, trông giống đấy, trông giống đấy. Rồi, ui rồi ơi, Skull Hunter lên được 2 sao luôn. Ok, vậy round này chúng ta sẽ up cấp lên. Cho thêm một Skull Hunter vào. Được của nó. Đấy, còn Whisperseer này tôi sẽ để ở trong cái đội hình anh em nhé. Có thể là chúng ta sẽ phải gọi là lương tựa vào cái bộ Gladiator này khá là lâu ấy. Vớ vẩn là up lên 8 lên 9 rồi mới chuyển cơ, chuyển sang Hunter ấy. Cứ từ từ để xem đã. Bởi vì bây giờ toàn lên 2 sao mà toàn mấy cái con ở trong cái bộ khác thôi. Nó chả liên quan đến cái bộ Hunter. Hunter chưa đủ bộ và cũng chưa có co 2 sao. Bây giờ cho thay Hunter vào khi nó lại mất chuỗi anh em ạ. Chắc là sẽ phải lương tựa bộ này lâu ấy. Lên 2 sao khá là nhiều. Tí nữa mà cái con Whisperseer lên 2 sao nữa, chúng ta lại có thêm một slot level 7 rồi. Thậm chí là level 8. Zersaw cũng có thể nhét vào luôn được. Nhưng mà nếu mà trận này mà bán con Whisperseer đi thì chúng ta sẽ được 10 tiền nhỉ. Hơi phân vân. Bây giờ là phải tính để xem là bao giờ thì chuyển cái bộ này sang cái bộ Hunter ấy. Bao giờ thì chuyển được ấy. Bây giờ hiện tại chúng ta có 4 cái Hunter. 2 sao là có đủ hàng trên, phía trên tăng cơ. Ví dụ như là không ra được con đỏ thì có thể kẹp thêm con Skyblicker ở hàng trên ở level 7 là cũng được rồi nhá. Đấy, hoặc là ở dưới có thể kẹp thêm một con Live Deadline 2 sao cũng được rồi. Vậy là chỉ còn thiếu 2 con Hunter nữa thôi chúng ta chuyển được. Búa sét này, quá là tuyệt vời. Thằng Hoàng Pháp kia nó sang nó soi là nó muốn đớp cái chuỗi này của tôi đây. Lấy cái gậy gỗ đi. Rồi tranh thủ cái giai đoạn này thì diễn biến trận đấu nó cũng chưa có cái gì nhiều. Đấy thì tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các anh em mà đã ủng hộ sản phẩm Whey Protein Isolate anh em nhé. Tính tới ngày hôm nay thì tôi đã hoàn toàn bán hết đủ cái doanh số bán hàng rồi. Đấy, và cái chương trình khuyến mại đã kết thúc tại đây anh em nhé. Hiện tại thì cửa hàng vẫn bán với cái giá thấp hơn giá bình thường là 318.000 một túi Whey Protein Isolate 1kg thay vì là 348.000 là giá thông thường của nó. Nhưng mà tôi khuyên anh em là thôi, cái đợt này giá nó cũng đã lên rồi nên là chúng ta không nên mua nữa. Đấy, đợi khi nào có một cái đợt giảm giá tiếp theo mà tôi có mã giảm giá. Đấy, tôi có cái chương trình khuyến mại mới thì tôi lại bán cho anh em nhé. Ok anh em, và rất là cảm ơn các anh em đã ủng hộ trong cái thời gian vừa qua. Con súng nó lên được 2 sao luôn này. Lên level 7. Giữ chuỗi tiếp. Round này mà thắng là mua được con rồng là chúng ta sẽ có 5 Hunter, thiếu một con Hunter thôi. Một con Hunter nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bộ Hunter luôn anh em nhé. Đấy, còn nếu mà giả sử nhưng mà không ra đủ Hunter thì có thể là chúng ta sẽ up lên level 8 và chúng ta kẹp thêm cái con Whisperseer nữa vào. Đấy, rồi đánh hẳn lên level 9 luôn mới chuyển sang Hunter cũng được luôn anh em nhé. Đấy, rất là ok. Đợt vừa rồi là bán Whey Protein là bán hơi chậm. Đấy, bán đến ngày thứ tư mới hết hàng. Thì nói chung là bán như thế này thì cũng có thể là biết được là xem là các anh em ở trên kênh là đang quan tâm đến cái vấn đề gì. Đấy, và lĩnh vực của anh em thường hay mua sắm nó là cái lĩnh vực gì. Tôi sẽ khảo sát được cái điều đấy và tôi sẽ có thể kết hợp được với cái nhãn hàng mà nó phù hợp với các cái thị hiếu của các anh em ở trên kênh nhiều hơn. Và ngày hôm nay shop Slow A4 đang có một cái chương trình khuyến mại giảm giá rất là sâu, khi mà giảm từ 40% đến 50% giá bán của toàn bộ các sản phẩm có ở trong shop trong ngày hôm nay anh em nhé. Và shop chuyên cung cấp bán các thiết bị, các dụng cụ đồ nghề cho các anh em thợ, như là các anh em thợ điện, thợ nước, thợ hàn, thợ cơ khí, hay đơn giản là các anh em đàn ông con trai ở nhà có những cái dụng cụ để có thể tự sửa chữa những cái vật dụng ở trong gia đình. Ví dụ như là một cái vòi tăng áp để chúng ta có thể tự rửa xe ở nhà mà không phải mang ra tiệm, hay là một bộ kìm, một bộ tua vít, thước dây, rồi đèn pin, kẹp, tất tần tật các thứ có thể hỗ trợ anh em sửa chữa trong cuộc sống.
thì anh em có thể tìm thấy được ở trong shop này anh em nhé. Hiện tại shop đang bán cái giá rất là tốt, có thể nói là rẻ nhất ở trên thị trường luôn. Ngoài cái việc anh em được giảm giá của shop, anh em còn được giảm giá ở trên kênh. Đối với các anh em khán giả ở trên kênh Game Today, thì anh em khi mà ấn vào link Affiliate ở trên kênh, anh em sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm từ 20k đến 60k nữa, tùy vào cái mặt hàng anh em mua anh em nhé. Tôi đợt này tôi cũng mua một cái mặt nạ bảo vệ khi mà hàn điện. Đấy, nó sẽ giúp cho tôi có thể hàn được, bảo vệ cái gương mặt và bảo vệ được mắt khi mà chúng ta hàn. Thì tôi mua cái này với giá là có 69k thôi anh em ạ. Tôi mua thì cái phiên bản nó không có đen ở phía trên. Đấy, nhưng mà nó cũng có thể là sử dụng được rất là tốt rồi. Kính nó tự đổi màu khi mà gặp ánh sáng hồ quang. Lúc đầu nhìn vào thì nó như một cái kính râm bình thường thôi, nhưng mà khi mà có ánh sáng hồ quang, có ánh sáng từ phát ra từ cái chỗ hàn ấy, thì nó sẽ tự đổi màu anh em nhé. Nó sẽ tối lại và nó sẽ giúp chúng ta có thể bảo vệ được mắt rất là tốt. Đấy, mà giá sau khi được YouTube trợ giá qua link Affiliate ấy, thì mua chỉ có 69k thôi. Đấy, nên là tôi cũng recommend anh em là cái sản phẩm mà tôi mua được nó cũng rất là ok. Và anh em có thể mua bất cứ một cái sản phẩm nào ở trong shop và anh em cũng sẽ được giảm giá như thế anh em nhé. Và chương trình giảm giá nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 anh em nhé. Chúc anh em mua được những sản phẩm như ý với giá tốt anh em nhé. Rồi, chúng ta quay trở lại với trận đấu này. Hiện tại chúng ta đã đủ 6 Hunter rồi, nên là tôi sẽ bán hết những cái con Gladiator đi. Ok. Rồi, và hiện tại tôi vẫn đang có chuỗi, rất là ok luôn. Và khi mà chúng ta chuyển sang Hunter ở cái giai đoạn này thì chúng ta lại sức mạnh nó lại hơn nữa rồi. Nó không còn là Gladiator nữa mà nó là Hunter. Với một con súng có những cái món đồ rất là trấn phái ở đây. Mặt lạ điên rồi búa sét rất mạnh. Ok. Trận này thôi cứ chơi 9 Hunter đi. À quên mất, anh em mua thì ấn vào giỏ hàng anh em nhé. Anh em mua hàng ấn vào giỏ hàng ở phía góc dưới, ở phía bên trái. Đấy, có nhiều anh em mà chưa biết mua ở đâu thì tôi cũng xin nhấn mạnh là mua ở giỏ hàng, hoặc nếu anh em không có nhìn thấy cái giỏ hàng ấy thì anh em có thể anh em xuống dưới phần mô tả của video anh em xem link ở trong phần mô tả anh em nhé. Nó sẽ dẫn đến cái link là mua cái mặt lạ hàn ấy, nhưng mà anh em có thể vào trong cái link đấy và anh em vào shop. Anh em cứ yên tâm là tất cả các sản phẩm đều được hỗ trợ giá anh em nhé. Anh em chỉ cần là ấn vào cái link Affiliate là được rồi. Còn anh em vào anh em có thể mua bất cứ sản phẩm nào đều được giảm hết anh em nhé. Mã giảm giá nó đã được tự động lạp vào trong ạc của anh em. Anh em cứ yên tâm. Thằng Hoàng Pháp kia nó rất là hay sang, nó soi tôi anh em ạ. Không biết là định thịt cái kiểu gì đây. Có nhìn thấy người ta vừa chuyển sang Hunter không? Không còn là Gator đâu. Ô, ta lại cắp được con súng của tôi. Thôi xong rồi, con súng của tôi đi rồi. 6 exit à? Càng đấy, càng đấy. Ui, đừng có mất chuỗi nhá. May quá anh em ơi. Vẫn chưa mất chuỗi. Vãi thật. Trộm chó. Nó swap cái con súng của tôi sang. Sợ thế nhờ. Hết hồn. May quá. Con thỏ nó vẫn gánh được. Sợ thật sự. Cẩn thận nha, cẩn thận, rất cẩn thận mấy cái thằng có cái con swap. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm anh em ạ. Trận này cái thằng mết trông cũng to lắm rồi đấy. Thằng top 3 hiện tại bây giờ đang rất là khỏe đấy nhá. Ui gặp luôn này. Ui thằng được 2 sao rồi á. May quá, súng của tôi đứng ở một vị trí rất an toàn ở đây. Hay quá. Vẫn giữ được chuỗi anh em ạ. Thunder 2 sao ở đấy. Ra cả già ở đấy. Khá to nhá. 5 rồng 9 mét. Trận này là có con rồng 5 đô nên là có thể là sẽ là 5 rồng 9 mét ở level 11 đấy nhá. Đấy, càng phết đây anh em ạ. Và trận này có Tsunami chúng ta có thể chuyển sang 6 cá nó cũng được anh em. Không sợ lắm. Có Tsunami thì thoải mái. Trong truyền thuyết mà thường nếu mà có con rồng thì tôi rất là thích chơi 5 rồng 9 mét. Nhưng mà nếu mà trận đấu ấy nó kèm thêm một con Tsunami nữa thì tôi lại bỏ, tôi không chơi. Chơi thế chỉ ở top 2 thôi.
chơi ở top 2 thôi. Trong truyền thuyết là có tên Tsunami chắc chắn là không ăn thua. Đấy. Chơi cái bộ đấy mạnh thì mạnh, nhưng mà nếu mà gặp 6 cá thì cũng thua thôi. Nên là xem con rồng, nhưng mà phải xem cả con Tesu nữa. Nếu mà có Tesu thì thôi bỏ luôn cái bộ đấy không chơi. Chơi cái bộ khác. Lên level 9 thì chúng ta sẽ kẹp vào có thể là 4 bit anh em ạ, kẹp thêm 4 bit vào cho nó khỏe. Chắc chắn là tôi sẽ dư được chuỗi này rồi, yên tâm. Đội hình mạnh như thế này, súng lên được 2 sao và có đồ rất đẹp, không có thua đâu. Có vừa có lùn, vừa có mặt lạ điên, vừa có bố sét, 3 đồ trấn phái của bộ Hunter luôn. Tức là cái tầm này là vô địch rồi. Ây da, lại sang soi này. Làm gì vậy bạn ơi? Lại gặp một thằng, thằng này cũng chơi Hunter. Cũng Hunter đấy, nhưng mà nó không có súng 2 sao. Không có súng 2 sao thì mình vẫn có chuỗi thôi. Hay quá. Đấy, giữ được chuỗi đến round 21 luôn. Đây rồi, 4 bit này. Quá tuyệt vời. Hiện tại tôi vẫn đang chưa có ý định là sẽ chuyển sang cái bộ khác ngoài cái bộ Hunter đâu. Đấy, đang đánh là vẫn Hunter thôi. Còn tương lai thì nếu mà Hunter nó bị đuối quá thì có thể chuyển. Ở đây anh em thấy là có cái thằng Hoàng Pháp kia là nó chơi chơi Goblin. Goblin thì cái cửa gì ăn được nhỉ? Goblin là chuyện này có bom đúng không? Ok. Có bom nên là chơi Goblin. Mà không có máy bay mà ông chơi à? Chỉ Hunter rồi, đủ à? Ánh mắt AZ luôn. Chắc chỉ có món này thôi, chứ còn lấy cái gương thì nó cũng không hợp lắm. Đủ bộ này. Thích cái gì lên 10 luôn được. Nào sau đủ tiền lên 10 phát cho thêm con gấu vào. 9 Hunter kẹp với cả gấu. Kẹp với cả lùn. Ui dồi ôi, quá mạnh rồi anh em ạ. Có khi nào mà lại chúng ta lại có một cái trận đấu nữa mà 100% máu hết game không? Có khi có khi nào sẽ là như thế không nhỉ? Quả trứng này tạm thời tôi sẽ chưa đập cho con nào cả. Tôi đang mong muốn là sẽ có cái con mèo 5 đô hoặc là con live spirit để tôi đập cái quả trứng này anh em ạ. Chính vì thế là tôi sẽ để dành anh em nhé. Cái tầm này sau round 21 là cái đội hình này là mất chuỗi hay không là ok rồi. Ui trở lại có insect này. Phải không? Trông giống lắm. Khả năng là thằng này nó sẽ chuyển về insect toy đấy. Nhưng mà sắp đi rồi kìa. Ui ra mèo này anh em ơi. Quá tuyệt vời. Ra mèo luôn rồi. Căng rồi. Giờ dí lên 10. Vứt con mèo vào. Giữ chuỗi này không? Tiếp được round 25 không? Tầm này thì có mất chuỗi được không nhỉ? Ui thằng mết này. 6 mết rồi. Nhưng mà cái bộ này bây giờ nó đủ bộ, nó có thể ẩn được ra. Đấy. Hay quá. Quá tuyệt vời. Đẩy được rồi. Lại ra súng này. Thế là chọn đúng nền văn minh ở đây anh em ạ. Tí nữa nhá, cái con mèo này, chúng ta kiếm cái long bào cho nó. Long bào kẹp với cả mèo.
xong mèo cầm với cả tất cả các cái đồ dồn cho con mèo, xong rồi cầm lùn nữa, vừa có long bào vừa có lùn, cực kỳ khỏe luôn. Trước khi con mèo lên được 2 sao thì có thể cái con súng này nó cũng sẽ lên được 3 sao. Trận này đúng kiểu lại một lần nữa là chọn đúng lên văn minh anh em ạ. Lại chọn đúng lên văn minh rồi. Ok. Beat à. Beat gì đây? Beat gì thì cũng chết thôi. Mấy con thú gặp thợ săn. Thú gặp thợ săn thì làm sao mà đỡ được. Làm phát lên 10 luôn không nhỉ? Thực ra là cũng không cần thiết lắm. Bây giờ cũng chưa có đồ cho mèo ấy, nên là mèo nếu mà vứt thêm vào thì cũng chả được hưởng cái gì cả. Thôi bây giờ cứ mất chuối thì cũng kệ thôi anh em ạ. Chủ yếu là tí nữa lên 10 với có tiền. Có tiền để roll ra con mèo 2 sao để chắc chắn là top 1. Còn cái tầm này bây giờ mất chuối cho thằng nào chả được. Kệ đó. Giữ được cái chuôi hay tốt mà không giữ được thì thôi. Bây giờ chắc sợ thằng Insectoid thì vừa qua rồi. Qua thằng Insectoid rồi. Thằng Daniel kia bây giờ qua rồi. Ui từ từ nhá. Ui thật xong rồi. Thằng Hunter nó có cấm đánh anh em ạ. Hỏng rồi. Cứ đi mất chuỗi. Ơ có phải không? Có chắc không? Có chắc không? Ui giời anh em ơi, không mất chuối lại còn tiêu diệt được đối thủ cơ. Mặc dù đối thủ có cái cấm đánh. Quá tuyệt vời luôn. Bán cái này đi. Tí nữa thay bằng tê su mà. Không cần cái con wing này đâu. Tiết kiệm tiền. Hay quá nhở, giữ ở chuỗi rank 25 luôn anh em ạ. Vớ vẩn lại trận này lại 100% màu hết game không? Có khi làm như thế không? 9 Aegis Seed cũng form đủ bộ rồi. Trận này có cả cái bộ God God kết hợp với cả con Senbou á. Cái bộ đấy nói chung là gặp những cái thằng khác thì khỏe, chứ còn gặp tôi bắn cho như con luôn. Chắc chúng ta chỉ sợ bộ Aegis Seed thôi anh em ạ. 6 Aegis là tương đối sợ đấy nhá. Rồi thôi. Lên 10 đó, kẹp thêm con súng vào. Chúng ta có thêm một con súng 2 sao nữa. Lên 10 kẹp vào thôi. Ok, tạm thời thế này đã. Đây dồn đồ cho con Mueta. Đồ có quả cầu vực thẳm là cũng có khi là cũng phải lấy này. Thôi lấy đi. Đánh an toàn anh em ạ. Biết đâu đấy cái nhà mết nó lại lên được 11 thì nó lại hành tất. Sợ nhất là cái thằng mết nó lên được 11 là tối thượng á. Khi mà chúng ta chưa có tên Tsunami thì chúng ta vẫn sẽ bị nó đấm nó như con luôn. Ok, còn nhà 9 Exorcist tầm này có vẻ khá đáng sợ à. Phải hết sức cẩn thận với con co nhá. Con co là phải cẩn thận. Đề phòng là trộm chó anh em ạ. Nó mà câu được sang cái là mất chuỗi luôn đấy. Này gót này. Đi chưa? Đi luôn đi. Ui giời ơi, vẫn còn tí máu. Đồ này thì vẫn chưa chuyển, vẫn chưa rèn được anh em ạ. Rèn bây giờ rèn đồ tím. Hoặc là đồ cam. Chưa đủ đồ. Này vứt hơi nhiều nhỉ.
Rèn được đồ tím thôi. Đồ cam à? Đồ cam lại phải vứt thêm hai đồ nữa à? Hay là vứt cái mặt lạ điên này cũng được. Thôi đổi đồ cam luôn đi. Bất diệt. Lấy được cái bất diệt thôi. Sáng soi liên tục định ăn tôi đây. Thôi thằng này đi rồi. Ao à, ăn được luôn à? Vãi đái. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, khỏe đấy. Thua thằng Beat ạ. Beat Metalit. Súng 3 này. Nhưng mà không, tôi không đập cái quả trứng này cho con súng đâu anh em ạ. Ba quả trứng này sẽ đập cho ba con 5 đô thôi. Bình tĩnh. Tiết kiệm, tiết kiệm. Con súng này nó tự lên thôi. Cùng lắm là dành một quả trứng cho con súng thôi. Tức là bây giờ mà ra thêm một con súng nữa ấy, thì tôi mới đập cái quả trứng này thôi. Bây giờ tôi mất chuỗi rồi, tôi không cần phải đập làm gì. Tầm này thì thôi. Với con 95 máu thoải mái đi. Bây giờ cứ 50 tiền này roll ra con mèo 2 sao Tsunami rồi roll ra con Light Spirit đi. Hiện tại là có con Siren nó có thể cánh được cho tôi rồi. Siren đồ như này là ok. Đấy, gặp Exorcist này. Ui mẹ ơi, nhìn cái thằng Exorcist này mình cảm giác như đẩy full bàn tôi nhá. Phải không? Không 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 không. Vẫn ăn được này. Đấy. Nhìn cứ tưởng là thế nhưng mà lại không phải là như thế. Được quá nhờ. Gần 10k đam cho con Siren. Được. Vẫn dư máu rất tốt. Light Spirit này. Ui dồi, Light Spirit 2 sao á. Light Spirit 2 sao à. Đập trứng luôn nhở. Bây giờ mà cho Light Spirit vào thì có thể là thay vị trí một con súng ra. Thay một con súng ra cũng được. Từ từ đã, bình tĩnh. Biết đâu là nó tự lên 2 sao thì sao? Thì cái quả trứng này chúng ta cho con khác cầm. Bây giờ tôi không vội mà. Ui, thằng này trông khỏe quá. 6 bit kẹp với cả 4 metalit đây. Đánh ở level 10. Khỏe quá nhờ. Sáu bit 4 metalit. Thực ra nhá, nếu mà đánh với con cả bọn bit ấy, chơi Hunter vẫn ăn được. Bây giờ con Light Spirit này lên 2 sao ấy, nó có đồ là ăn được, có thêm con Tsunami là ăn được thôi. Giải tán đám đông nhanh. Từ từ đã, để xem là đồ như nào đã. Đồ đạc phải đợi round sau anh em ạ. Để xem con nào là con co. Đấy, Light Spirit tự ra này. Để tôi xem con nào là con co đã. Có phải là Light Spirit không hay là con mèo. Light Spirit làm co thì sẽ lấy đồ sát thương phép cho nó. Thì không vứt cái nhẫn nữa. Lại ra Light Spirit này. Light Spirit 3 sao hả. Được quá nhờ. Random này. Một cái trượng. Vậy là sát thương phép rồi. Có phải không? Nếu bây giờ chúng ta chơi sát thương phép rồi sao? Sát thương phép. Thì sẽ vứt hết những cái đồ đánh tay đi. Vứt hết mấy cái đồ đánh tay đi thôi. Ok. Trời ơi, đúng rồi.
Vậy xanh cho Light Split à? Được đấy. Thôi thế thì ổn rồi. Rồi lóc lại thôi. Con linh hồn ánh sáng này vớ vẩn lên được 3 sao ấy. Ui dồi, anh em thấy chưa? Chỉ cần một lần lổ đam thôi kìa. Cái con Siren hóa đá lổ đam phát chết hết. Dã man. Đây rồi. Trứng đập cho mèo cái đã. Mèo giờ chưa có đồ, từ từ đã. Bây giờ chúng ta có nhiều giải pháp để chơi thằng này lắm anh em ạ. Có thể chuyển về Insectoid. Nhưng mà chuyển về Insectoid thì nó hơi lằng nhằng. Tôi sẽ chuyển về một cái bộ mà nó đơn giản hơn. Đây rồi. Ra một phát hai con luôn. Round sau chúng ta chuyển anh em nhé. Ra 32, 33 ra chuyển được rồi. Thậm chí để như này mà ra Tsunami nhiều khi vẫn ăn được ấy. 9 Hunter mà ra Tesu là ăn được. Nhưng mà thôi, bây giờ chưa ra Tesu thì có một cái giải pháp khác. Thực ra chơi cái bộ mết này ấy, nó chỉ top 2 thôi anh em ạ. Top 1 khó lắm. Top 1 phải đánh phải cực kỳ slow bone. Ơi nó vẫn ăn được tôi này. À thì đúng rồi, ăn được tôi thì cũng dễ hiểu. Con Light Split nó chết trước mà. Chỉ ăn được một round thôi. Round sau là thôi là kết thúc rồi. Xong rồi đấy. Ui, ra Tesu luôn này. Nhưng mà tôi vẫn chơi biện pháp mạnh luôn. Ui rồi ơi, hai con Light Split. Thôi được rồi, chơi biện pháp mạnh luôn anh em nhá. Bỏ hết Hunter đi luôn. Súng sắp lên được 3 cúc bàn luôn. Xong rồi đấy. Thực ra mà để mà counter cái bộ mết này thì nó có nhiều giải pháp lắm anh em ạ. Chuyển sang Insectoid cũng được, mà chuyển sang trộm chó thì nó cũng vẫn là ok. Đấy, để xem nào. Đối thủ chắc là đi luôn đấy à. Vào phát đi luôn không? Ây à, cũng mất thời gian đấy. Có Thunder mãi bắn được trưởng. Nhưng mà rồi cũng sẽ phải đi thôi anh em ạ. Thunder tỉnh dậy thì là đồng đội chết hết rồi. Thường mà đối thủ mà không có xu là chắc chắn là sẽ chuyển sang trộm chó là ăn được thôi. Còn nếu mà giả sử như có xu ấy thì trận này sẽ chuyển sang Insectoid anh em nhá. Vô tư luôn, Insectoid có rất nhiều hiến tế 5 đô. Mà nói chung ấy là ra Tsunami rồi thì nó dễ ăn lắm. Chắc chắn là thắng rồi. Ra Tsu thì chúng ta có thể chuyển sang 6 cá để ăn được. Hoặc thậm chí là còn không cần phải chuyển sang 6 cá đâu. Mà đánh 4 cá kẹp với cả 9 Hunter thôi là cũng ăn được luôn. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lấy con thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Đối thủ là một cao thủ áp đảo Tuấn Cơm. Nhưng mà Tuấn Cơm đã có một cái lực cờ chí mạng khiến đối thủ không kịp trở tay. Đó là gì? Anh em hãy xem clip bên trái anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái con quái vật Taboo Witcher có thể tung được 5 trưởng trong vòng 1 giây anh em nhé. Thế mà rồi cuối cùng là Tuấn Cơm vẫn hàng phục được nó. Chơi như nào anh em xem clip bên phải anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.